cả các loại tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, đều giảm vào thứ Bảy khi tâm lý ngại rủi ro quét qua các thị trường tài chính do sự lan rộng của Omicron biến thể COVID-19 mới. Mã thông báo kỹ thuật số lớn nhất đã giảm xuống mức thấp nhất là 42.296 đô la trước khi loại bỏ một số sự sụt giảm. Nó được giao dịch ở mức khoảng 47.600 đô la vào lúc 1 giờ 50 chiều tại Singapore, 5 giờ 50 sáng GMT vào thứ Bảy, giảm khoảng 11%, Bloomberg đưa tin. Chứng khoán toàn cầu và điểm chuẩn lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đã giảm vào thứ Sáu trong một loạt giao dịch biến động sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ chậm lại đáng kể tháng 11 trong khi biến thể Omicron của coronavirus khiến các nhà đầu tư quan tâm. Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết các dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế có thể bị hạ cấp do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Omicron đã có chỗ đứng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới và nhiều chính phủ đã hạn chế các quy tắc đi lại để hạn chế biến thể này. Randy Frederick, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Phái sinh của Charles Schwab ở Austin, Texas cho biết vấn đề hàng đầu vẫn là toàn bộ biến thể Omicron này. Có rất nhiều sự không chắc chắn ở đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.